Thưa quý vị, theo quy định ngày 11 tháng 8 là đến kỳ điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Công Thương Tài Chính. Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới liên tục giảm mạnh, giá xăng dầu bán lẻ trong nước dự kiến sẽ có lần giảm thứ năm liên tiếp. Dự đoán của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thì giá xăng dầu trong nước có thể xuống 21.000 đồng một lít nhờ giá dầu thế giới lao dốc mạnh. Cụ thể dữ liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore xuống khá thấp. Cụ thể với RON 92 là 105,03 đô la Mỹ một thùng, RON 95 là 108,9 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel là 128,5 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này tương đương với mức giá hồi cuối tháng 1, khi đó giá xăng bán lẻ là 24.360 đồng một lít. Như vậy nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng nhập hiện chỉ ở mức là hơn 21.000 đồng một lít. Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc đi ngang trong những ngày tới thì chắc chắn giá bán lẻ trong nước sẽ giảm mạnh.